chấp ngăn tù. Xin chào khán giả của VTV. Hôm nay tôi đưa đến các bạn cái chuyên đề những con người không có tổ quốc. Những người không có tổ quốc các bạn. Nhưng mà trước tiên tôi cũng đưa lên một cái tin là ngay đêm 30 tháng 10 khi mà giao lưu cờ đỏ của xã Sơn Hải thì ngay đêm hôm đó bọn chúng đã bẻ cờ và vứt xuống sông. Đó, một lũ người không có tổ quốc. Chứ còn thì người Việt Nam ta thì không ai cầm cái cờ tổ quốc là nâng niu lắm các bạn ạ, đúng không các bạn? Và xong phóng sự này, cho tôi xin cảm ơn nhân dân xã Sơn Hải, các cụ bồ lão dạ xã Sơn Hải, đội cờ đỏ xã Sơn Hải nói chung và nói riêng, cho tôi cảm ơn cô Quỳnh Hoan. Cô Quỳnh Hoan nhé, đó, người đại diện cho cờ đỏ của xã Sơn Hải, đại diện cho sự đảm đang của người con gái Việt Nam, không chịu khuất phục trước kẻ thù, dám đi tới tận nơi đó, bè lũ phản động. Đó, tôi nói với các bạn về vấn đề này là riêng của cô Quỳnh Hoan đối với chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta làm việc thì trong công cuộc đấu tranh thì bao giờ có cái sự phản biện giữa hai bên, và chúng nó sẽ nói xấu ta, và ta phải có chứng kiến của ta để chúng nó không thể nào nó khuất phục lại ta. Điều đó chúng ta cần phải biết, cần phải nắm vững về vấn đề này. Hôm nay tôi đưa đến các bạn về vấn đề tại sao không có bạn Trường Sơn, mà người trong đạo Công giáo đã ra khỏi đạo và đã nói lên cái vấn đề của đạo rồi. Nhưng tôi nói rằng tại sao đạo Công giáo, tôi xin lỗi các bạn nhé, cái đạo Công giáo là ở đất nước mà người ta gọi Công giáo là người đưa đất Công giáo là quốc đạo thì người ta gọi là đạo Công giáo. Còn đối với nước chúng ta, chúng nó chỉ là một cái thứ thối tha nhất mà hiện nay chúng ta đang phải cứu mang chúng nó, và chúng ta chỉ gọi chúng nó là Kitô La Mã chứ không phải gọi là Công giáo. Công giáo với các đất nước mà người ta cho Công giáo đây là quốc đạo các bạn. Tôi chứng minh rằng lũ chúng này không có tổ quốc. Điển hình có một vài số trước tôi đã nói về vấn đề là trong một tờ đơn của Giáo hội Công giáo Việt Nam, cái người bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, thì tôi có nói rằng ngoài chúng mày, cái lối hành văn của chúng mày biết này, hôm qua bác Phạm Xuân của tôi cũng nói đến cái vấn đề này, nhưng cái dòng chữ tiên chỉ đầu tiên của một tờ đơn đối với người Việt Nam của chúng ta ai cũng biết là gì. Cái tiên chỉ đầu tiên của dòng chữ đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do và hạnh phúc. Nhưng chúng nó gạt phắt những vấn đề này đi, chúng nó không coi cái đó là tiên chỉ của đất nước chúng ta. Vậy chúng ta có nên nhận tờ đơn của chúng hay không? Những người nào nhận tờ đơn đó là người sai lầm. Tôi nói luôn với tất cả cán bộ chính quyền, bất kể một tên linh mục nào, quạ tên nào đến với chính quyền đưa tờ đơn mà không có dòng chữ tiên chỉ trên thì ta không nhận. Cái lối hành văn và sắp xếp của bọn hắn lúc nào cũng đưa cái giáo phận của chúng lên đầu. Đây là đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứ không phải là giáo phận, giáo xứ hay là giáo hội của chúng mày. Tôi xin nói với khán giả như vậy, hơi gắt gao, hơi thẳng thắn, nhưng đây đó là sự thực.
tính chất của bọn chúng là gì? Không có tổ quốc. Giáo dân không treo cờ tổ quốc như cái phóng sự bọn tôi đã làm tại Diễn Mỹ 68 mà các bạn được xem. Đó. Và những ngày lễ lớn thì chúng có treo cờ đâu. Các cụ bảo rồi đấy, bên ta phát cho chúng nó 20 cái cờ để chúng nó treo. Chúng nó không treo. Chúng treo thấp để trẻ con ra xé, rách vứt, xúc phạm tổ quốc một cách trầm trọng nhất là lũ này. Các bạn. Cái thứ hai là gì? Bác Phạm Xuân của tôi ở cũng ở Việt Vĩ Sinh đấy, bác anh cả của tôi thì anh nói nó nhỏ nhẹ, nhưng tôi thì tôi không chịu nhỏ nhẹ đấy. Khi xa khơi, chúng mày không treo cờ tổ quốc, người ta biết mày là ai, đúng không? Bây giờ đang cào mặt ăn vạ, cho nên là chúng bất cần. Với cái sự hiệp thông mày đàn của bọn chúng, ai dẫn ra? Đó là giáo lý của bọn chúng dạy chúng về vấn đề là gì? Cái đạo của chúng là thánh thiện, tông truyền và duy nhất. Thánh thiện ở đâu? Chúng ta đã thấy. Đến bệnh viện đánh cả bác sĩ, đúng không? Làm những việc phi nhân tính, không phải là một con người. Lấy số đông để đàn áp người khác, đúng. Sự sinh đẻ bọn chúng, nó đẻ anh Nghĩa ở Đồng Tháp, anh có nói là chúng có đẻ anh là người đạo gốc ấy. Anh có bảo tôi này, vẫn có thờ Chúa, nhưng chúng tôi không thờ về cái lý luận đâu. Chúng có đẻ như lợn, đẻ như gà, cái giống người hữu sinh vô dưỡng, đẻ con ra mà không giáo dục, không dưỡng dục, dẫn tới phạm tội, phạm pháp rất nhiều. Đấy, vừa rồi ở Song Ngọc ấy, chúng có đổ ra gì? Dân bên lương đánh dân bên giáo. Và cuối cùng công an điều tra ra là hai thằng bên giáo của chúng mày đánh nhau, đâm nhau. Cái lũ hiếu chiến vô cùng. Về học hành, chất lượng học hành bọn nó không học, mà lũ vô học. Không nắm bắt được tất cả mọi sự việc. Này, tôi xin lỗi các bạn, đó là sự thật. Đấy là nói về sự thánh thiện. Về tông truyền, chúng truyền được cho ai? Cái tông, cái truyền đấy của chúng nó truyền được cho ai? Nó chỉ mang áp đặt với người khác mà thôi. Đạo Kitô giáo là đạo áp đặt, bắt người khác phải theo. Đến cái thứ tư, cái thứ ba tôi nói đây là cái nguy hiểm nhất mà các bạn nên biết, đó là chữ tông truyền và duy nhất. Chúng có coi bọn chúng là duy nhất ở trên trái đất này, không còn ai khác với bọn chúng. Cho nên rất hoan nghênh những người phụ nữ như cô Quỳnh Hoa và cờ đỏ Diễn Châu đã làm cho chúng thức tỉnh một phần. Chúng chỉ mới thức tỉnh một phần, biết e sợ một phần của đất nước chúng ta, biết thế nào là người dân Việt. Bọn chúng có tổ quốc đâu. Đấy, mấy anh bạn của tôi còn nói với tôi là thế này này, anh ạ, anh tham mưu với đảng và chính quyền và nhà nước ấy, cho tất cả chúng nó ra tàu, đổ ra biển để chúng nó kêu Chúa cứu lên, đưa lên thiên địa, thương đàng. Chúng ta không có đủ điều kiện đưa chúng nó bằng vũ trụ lên thiên đàng để giật thả về trên không, giảm về nơi đất Chúa, tốt nhất là mang ra biển thả hết. Nói như vậy thôi các bạn ạ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta còn là quyền của con người, muốn gì thì chúng ta phải có quyền của con người. Chúng ta đang nói chúng ta là gì? Không có nhân quyền. Nhưng thực sự Kitô giáo là một thứ duy nhất không có nhân quyền, mà thực chất chúng ta đã xưng bảy núi tội này tại thánh đường công cộng của La Mã. Thế thì nó để nhiều cái hữu sinh vô dưỡng thì tất nhiên là con cái phải hư hỏng rồi, cái tỷ lệ phạm tội rất đông rồi, đúng không các bạn? Thế còn thì vấn đề thứ hai
Tôi nói đến cái sự phi logic của đạo Thiên Chúa. Thiên Chúa Kitô La Mã này nó cực kỳ phi logic rồi. Nhiều người biết, nhưng mà tôi nói vấn đề là gì? Khi khoa học đã giải thích ra hiện tượng này thì chúng lại sửa theo khoa học. Ví dụ trái đất hình tròn, trái đất quay quanh mặt trời. Đấy. Trước đây anh có nói thế đâu. Đấy là một cái điển hình nhất, đúng không? Cái thứ hai là gì? Chúa sinh ra tất cả. Nhưng bây giờ cái thuyết tiến hóa của Mendel, người ta nói rằng là gì? Cái sự tiến hóa của loài người. Cho nên bọn chúng không có gì là thánh thiện, tông truyền và duy nhất cả. Một cái đạo lừa đảo. Đấy. Cho nên là cái, một cái mục sư là Đức Cha, người Nam Châu Phi đã được giải Nobel về Hòa Bình, có nói một câu này: khi người Kitô La Mã đến truyền đạo chúng tôi thì chúng tôi có rất nhiều đất cát, và họ cho tôi những quyển kinh thánh. Chúng tôi nhìn vào kinh thánh, đọc xong quyển kinh thánh để quay ra chúng tôi mất hết đất cát. Đó. Thì tôi có nói mấy anh bạn của tôi ở gần đây là theo Kitô La Mã, là chúng mày nhắm mắt vào làm nhảm quyển kinh suốt cả ngày, khi mở mắt ra đậy quyển kinh lại thì không có đồng nào trong túi để mà tiêu. Đấy các bạn, suốt ngày kinh mới kệ. Vấn đề ở Sơn Hải thì vừa rồi hắn bẻ cờ, thì tôi có hỏi qua một số chi tiết của anh em ở trong đó, thì chúng nó cũng vẫn còn gây rối, nhưng chúng nó chỉ là dạng đi đêm mà thôi, có dám ra mặt nữa không? Không. Tôi nghĩ vấn đề là giáo hội Việt Nam. Tại sao? Giáo hội Công giáo Việt Nam tại sao lại như vậy? Mà lại không xảy ra ở đâu nhiều, mà lại xảy ra ở giải đất miền Trung của chúng ta, đau khổ quanh năm về bão lũ. Đấy. Các bạn nghĩ mà xem, có nơi nào khổ như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị chứ? Triền miên bão lũ mà chúng lại cứ mang giáo dân đi, đúng. Mang những cái gì mà chúng gọi là đấu tranh cho chính nghĩa, đấu tranh cho giáo hội, thì giáo hội của chúng mày ở đâu? Trên cái đất nước này có để ai được như vậy? Có nhiều bạn, người bạn của tôi nói mà luật pháp Việt Nam và đất nước Việt Nam chúng ta hiền quá đối với cái bọn này, quá hiền, cho nên là mới xảy ra hiện tượng như vậy. Thế thì tại sao giáo hội Công giáo Việt Nam vừa rồi sản sinh ra một loạt các đức cha trẻ đều sinh năm 76, 77? Thì trước đấy có một số giám mục già đi trước dẫn đường cho các bọn trẻ này. Điển hình là thằng cô Ngô Quang Kiệt. Đấy. Cái đạo tứ ân của Việt Nam ta là gì? Thờ tứ thần, đúng không? Đức Thánh Tàn, Thánh Gióng, Trừ Đồng Tử và Chúa Giáo Hoàng. Đức Thánh Tàn là đại diện cho chống thiên tai, Thánh Gióng là đại diện cho chống giặc ngoại xâm, Trừ Đồng Tử là đại diện cho dạy dân cách làm, cách ăn, dạy dân cách mở mang bờ cõi làm ăn. Còn Chúa Giáo Hoàng đại diện cho cái đứa sinh đẻ. Đó. Thân của người Việt cũng có, nhưng chúng lại không thờ. Chúng ấy thờ ở đâu? Đấy, cái phóng sự chúng tôi nói chuyện với hai cụ già ấy, bác của chúng ta mang cơm no áo ấm đến, chúng nó không thờ, chúng có thờ ai? Thế tại sao sinh ra một lũ cọ đen cùng một lứa tuổi này, mà cùng một cái trà lớp này thì Khải này nó bay sang Mỹ rồi, Nguyễn Ngọc Nam Phong này ở Hà Nội này, Nguyễn Đình Thục này, đấy, thằng gì Nam Béo Phì ấy nhỉ,
Đặng Hữu Nam này đấy, cùng đều sinh năm 76, 77 hết. Thế tôi hỏi rằng là giáo hội Việt Nam có phải đào tạo ra một lũ này để chống đối lại cái con đường của đất nước chúng ta hay không? Chống đối lại đảng, chống đối lại nhân dân chúng ta hay không? Thế dựa vào đây để chúng phải làm gì? Mục đích của chúng ta làm sao? Đó. Mục đích của chúng là gì? Đưa toàn bộ dân ta theo một cái giới Kitô La Mã của bọn chúng, đó là tham vọng. Theo tôi là chúng đưa một tham vọng rất lớn. Và thứ hai, dựa vào đây để dành áp lực với chính quyền. Bởi vì vừa rồi đất nước chúng ta rất phát triển và mạnh mẽ. Khi đã phát triển đó, khi đất nước chúng ta đã phát triển, tiềm lực kinh tế đã đứng lên, tiếng nói của chúng ta trên thị trường quốc tế rất lớn mà mạnh, thì chúng bị xẹp ngon. Vậy chúng sẽ không chịu. Bởi cái giống người không có tổ quốc này thì nó sẽ không chịu, và chúng nó sẽ vùng lên. Để kết thúc bài nói chuyện này, tôi đố các bạn thấy bất kể một nhà thờ Kitô La Mã nào treo cờ của tổ quốc chúng ta cùng với cờ của Kitô La Mã, có lẽ chúng ta dùng pháp luật giống như pháp luật nước Mỹ. Khi anh treo cờ của bất kể ai thì đều phải mang theo cờ của tổ quốc, cờ của nước Mỹ ấy, để bảo nói rằng đây mới là đại diện hợp pháp, đây mới là chủ quyền hợp pháp. Chào các bạn, chào nhân dân xã Sơn Hải, kính chúc các bạn khỏe. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người.